Trong thời đại của sự tiến bộ công nghệ và sự chuyển đổi sang xe điện, thế giới ô tô đang trải qua một sự biến đổi không ngừng. Cùng với sự xuất hiện của những thương hiệu mới và công nghệ tiên tiến, thị trường ô tô truyền thống đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, trong trung tâm của sự đổi mới này, một biểu tượng vẫn tự tin giữ vững vị thế của mình. Ferrari, biểu tượng của tốc độ, phong cách và sự sang trọng, vẫn đang trở thành điểm đến của những người đam mê tốc độ trên toàn thế giới. Với một tầm nhìn xa, Ferrari không chỉ tập trung vào hiệu suất ngày càng cao và trải nghiệm lái xe đỉnh cao, mà còn đặt sứ mệnh của mình trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho ngành công nghiệp ô tô. Và giờ đây, hãy cùng chúng tôi khám phá kế hoạch chia cổ tức mới nhất của Ferrari trong một thị trường đầy biến động nhưng vẫn giữ được sức hút đặc biệt của mình. 1. Tập đoàn Ferrari, tốc độ và sự ổn định. Ferrari SPA là một trong những nhà sản xuất siêu xe thể thao hàng đầu thế giới, được thành lập bởi Enzo Ferrari vào năm 1939. Ban đầu được biết đến với tên Scuderia Ferrari, công ty sau đó chuyển đổi thành Ferrari SPA vào năm 1946. Ngoài việc sản xuất siêu xe, Ferrari còn nổi tiếng với vai trò là nhà tài trợ chính cho nhiều sự kiện đua xe lớn và các đội đua trên toàn thế giới. Enzo Ferrari, một vận động viên đua xe ô tô, đã sáng lập Scuderia Ferrari vào năm 1929 như một công ty bảo trợ và tổ chức các giải đua xe. Trong thập kỷ tiếp theo, Ferrari phát triển mối quan hệ mật thiết với Alfa Romeo. Sau đó, vào năm 1938, Enzo Ferrari hoàn toàn tách ra khỏi Alfa Romeo và thành lập công ty Auto Avio Costruzioni Ferrari, chuyên sản xuất phụ tùng siêu xe. Dây chuyền sản xuất chính của hãng được chuyển từ Modena sang Maranello vào năm 1943. Công ty Ferrari nổi tiếng với sự tham gia của mình trong các cuộc đua xe ô tô, đặc biệt là trong các cuộc đua công thức 1. Hiện nay, Scuderia Ferrari là tên của đội đua mà hãng đặt trong các cuộc đua này. Ngoài sản xuất siêu xe, Ferrari cũng đã mở rộng vào lĩnh vực thời trang và ẩm thực. Họ đã hợp tác với các nhà thiết kế thời trang hàng đầu như Rocco Lanon và mở lại nhà hàng Cavallino tại Maranello dưới sự điều hành của đầu bếp nổi tiếng Massimo Bottura. Điều này phản ánh chiến lược mở rộng thương hiệu của Ferrari ra khỏi lĩnh vực xe hơi, với mục tiêu đạt được khoảng 10% lợi nhuận từ lĩnh vực này trong vòng 7 đến 10 năm tới. 2. Những thành công trong thời đại mới. Ferrari đã giành nhiều chức vô địch cả ở hạng đội và hạng tay đua trong các mùa giải của công thức 1. Điều này chứng tỏ rằng Ferrari luôn là một tổ chức mạnh mẽ và biết rõ cần phải đầu tư vào đâu để có thể mang lại kết quả tốt nhất. Phát triển và ra mắt nhiều mẫu siêu xe ấn tượng, Ferrari đã cho ra mắt nhiều mẫu siêu xe đỉnh cao về công nghệ và thiết kế như LaFerrari 488 GTB, 812 Superfast và SF90 Shadow. Chỉ cần bạn tìm kiếm nhanh với từ khóa mẫu xe được ưa chuộng nhất năm thì không khó để một sản phẩm của Ferrari nằm trong danh sách này. Mạnh mẽ và thời thượng, Ferrari luôn là một biểu tượng của sự đẳng cấp từ nước Ý. Sự phát triển về công nghệ và bền vững, Ferrari không chỉ tập trung vào việc sản xuất siêu xe với hiệu suất cao, mà còn chú trọng vào việc phát triển công nghệ và tiến bộ bền vững trong sản xuất và vận hành xe hơi, đặc biệt là những sản phẩm tối ưu nhiên liệu và những sản phẩm đánh mạnh vào tốc độ và trải nghiệm của người lái. Mặc dù thị trường hiện nay đang nghiêng dần về xu thế xe điện, thế nhưng đây lại không phải hướng đi chủ đạo của hãng siêu xe này. Ferrari luôn cẩn trọng khi tiến vào thị trường xe điện vì nhiều khả năng sẽ đánh mất ưu điểm là tốc độ và vẻ ngoài đẳng cấp, và suốt hơn 10 năm làm xe điện hóa, Ferrari vẫn chưa tìm được giải pháp hợp lý cho vấn đề này. Mặc dù vậy, các mẫu xe điện hóa của Ferrari cũng là những mẫu sản phẩm dẫn đầu về công nghệ trong mảng xe điện hóa này, với SF90 Shadow vẫn đang rất được ưa chuộng và có doanh thu khủng trên thị trường. Dự kiến trong năm 2025, Ferrari sẽ triển khai mẫu xe thuần điện của mình và đây sẽ là một mẫu xe thương mại với sức sản xuất khỏe mạnh từ phía tập đoàn này. 3. Liệu một năm 2023 thành công rực rỡ có tiếp tục được Ferrari duy trì trong năm 2024? Vào ngày 1 tháng 2, Ferrari đã công bố báo cáo tài chính năm 2023 với tiêu đề một năm rất thành công, với doanh thu thuần và EBIT điều chỉnh lần lượt tăng 17,2% lên 5.970 triệu euro và 31,8% lên 1.617 triệu euro so với năm 2022. Số lượng xe bàn giao tăng 3%, tăng 442 xe trong năm 2023 so với năm trước, đạt tổng cộng 13.663 chiếc, với số lượng xe xuất sang châu Mỹ tăng mạnh, cộng 11%, bao gồm Mỹ, Canada, Mexico, vùng Caribe, Trung và Nam Mỹ, và chỉ sụt giảm duy nhất tại thị trường Trung Quốc đại lục, Hồng Kông, Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc, 4%. Cũng từ những thành công này, Ferrari cũng đồng thời công bố thêm tin tăng giá trị chia cổ tức lên 2,64 đô la Mỹ, liên tục tăng mức chia cổ tức trong vòng 3 năm. Đây là một tin tích cực và được đánh giá rất cao bởi các nhà đầu tư và cũng thể hiện được sự tin tưởng vào một tương lai khỏe mạnh hơn trong năm 2024 cho tập đoàn Ferrari. Vào ngày 22 tháng 4 năm 2024 tới đây, Ferrari sẽ tiến hành chia cổ tức với mức giá 2,64 đô la Mỹ tương ứng với 0,63% mức lợi tức. Nhà đầu tư có thể theo dõi các động thái của thương vụ này và đừng bỏ lỡ đi món hời khổng lồ này nhé.